Cây này là mọc cành chủ bị mọc ít này. Đấy, cắt hết những cái cành này đi. Hai cây này mà nó ra nhiều hoa lắm. Đúng rồi, có đợt nó ra trắng phớt, nó ra hoa vô bông nó to. Hai cây cẩm thạch dưới đợt tới đây nó cũng ra đầy hoa. Đang sắp sửa ra rồi. Hai cây tầng 1 nó to đùng tím tím kìa. À cái đấy mình thấy lên tốt nhất trong cái chỗ này. Giờ đã lựa rồi, mỗi tầng vào ban công, níu thẳng vào ban công thì là nó không bị nghiêng. khả năng là thế. May quá vẫn không mưa, còn nó vẫn không mưa nữa. Chậu bằng đây mà nó lên liên tục khoảng mấy năm trời xong nó lại ra hoa nữa thì làm sao mà còn gì. Nên là nó cần phải bón thường xuyên cũng như cơm ăn từng hàng ngày của mình thì mới sống được. Chứ không như cây dưới đất, cây trồng dưới bùn đất thì nhiều lúc quên lãng không bón thì nó ăn xa ra nó vẫn sống. Chứ cái này năng lượng của nó chỉ có trong vòng một thời gian là nó hết. Thêm 4 túi 5 cân. Con túi 5 cân mới đủ. Vâng. Thoải mái. Bón cho nó đủ. Vì bón một lần 6 tháng mình mới có thể bón lại nên là tới thay chậu rồi mình. Hữu cơ. Để chú cái túi phân. Ừ, bán đủ. Hai tưới nước đào nữa. Thế là nhiều đất quá anh có chứ, đưa phải lấy ra chứ. Múc ra để tưới cho nó dễ. Múc ra rồi mới bón đấy. Múc ra rồi mới bón đấy. Để nó không tăng thêm cái lượng. Cái này mọc ít.